Vâng, tiếp tục lại chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh nhé, YouTube của Việt Nhật Bãi TV nhé. Tiếp theo ngày video ngày 15 tháng 1 năm 2021 này thì em tiếp tục lại lên sóng cho các bác là một lô lồi cơm. Đấy, gồm có mít và hi các bác nhé. Đấy, dòng Mitsubishi cấp lách này và Hitachi sở tem cắt. Rồi Hitachi đỏ chót này bác nhé, màn hình đời cao. Đấy, và một em mặt quỷ. Dung tích ở đầu là 1 lít hết các bác nhé. Đấy, các bác nào mà đang thích yêu thích những cái dòng mít hi này thế thì các bác hôm nay em lên cho các bác thì tha hồ là cho các bác lựa chọn nhé. Đấy, thì các bác đang xem kênh của Việt Nhật Bãi thì đừng quên cho em xin một like cũng như một nút đăng ký kênh nhé. Các bác mua hàng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0354 965 127 các bác nhé. Bên em ship hàng toàn quốc. Với tất cả sản phẩm này các bác vui lòng chuyển khoản cho em 100% thì bên em bao ship cho các bác nhé. Không thì các bác cọc cho em tối thiểu là 1 đến 200k nhé. Đấy, thì vào vấn đề chính lên luôn cho các bác luôn để các bác lựa chọn. Tất cả sản phẩm vẫn cái bảo hành cho các bác là 2 tháng để cho thoải mái các bác. Và cái mã đầu tiên này thì lên cho các bác là một dòng Hitachi sở tem cắt các bác này. Đấy. Một em Hitachi sở tem cắt các bác nhé. Em này thì màn hình LED của Ecolavi tiết kiệm điện này. Rồi, chỗ này hơi bị sức nhẹ một tí lớp sơn đấy bác nhé. Hơi sức nhẹ một tí thôi. Em này sản xuất năm 2012. Trong cái em này nhược điểm bên ngoài ấy rất là chỉ bị sức nhẹ một tí này thôi. Còn đâu là không bị sức nào cả hay là bị bóp nhá, bị bóp quá nhá. Đấy, em Hitachi sản xuất cắt màu đỏ chót 2012. Đây bác nhá, do em này thì cũng tương đối là ok này, không vấn đề gì cả. Hơi vào một tí thôi. Đấy, nói chung là mình đây, hàng vừa vệ sinh xong bác nhá. Do cũng tương đối là đẹp, tổng quan này cũng phải được 90% các bác nhá. Cao tần áp suất bi. Nhí mới cần cho bố cái khăn. Đây lòng xoong này. Xoong thì ok luôn. Lòng xoong rất dày. Đây lòng xoong này đảm bảo các bác là không có vết chấm cám này nhá. Đảm bảo các bác luôn. Chỗ nào có vết chấm cám thì em sẽ bảo các bác luôn để các bác biết. Đấy, riêng em này thì đảm bảo các bác là không có chấm cám. Đây các bác này. Đấy, rất ok luôn. Màn hình LED em này có Ecolavi tiết kiệm điện các bác nhé. Đấy, mọi chất lòng hoạt động bình thường. Các bạn đang theo dõi kênh của Việt Nhật Bãi thì đừng quên cho em xin một like cũng như một nút đăng ký kênh các bác nhé. Đấy, thì số điện thoại của em ghi ở trên kênh đấy thì các bác có thể nhìn và các bác gọi cho em theo số đấy là 0354 965 127 các bác nhé. Đây là mã số 1 này. Đấy, lên cho các em này với giá là 1,2 triệu bác nhé. 1,2 triệu thôi cho một em Hitachi sở tem cắt. Đấy, nhược điểm của em này là mỗi một chỗ vết xước này thôi. Đấy, bảo đảm quá thế. Còn đâu là rất ok luôn. 1,2 triệu các bác nhé. Đấy, các bác chuyển khoản 100% thì bên em bác ship cho các bác. Vâng, tiếp theo lên tiếp cho bác một em Hitachi sở tem cắt nữa này. Đấy, cũng màu đỏ mận chín các bác nhé. Đấy, em này cũng bị sức một tí lao lâu chỗ này. Đấy, các bác nào chốt thì em sẽ dán cho bác cái ít tem vào nhé. Đấy, để về các bác bỏ các tem vào trong cái lòng lồi đấy, để về các bác tự dính. Em này sản xuất năm 2013 này. Điện áp dung điện là 1400W. Thành vách là không bị cấn móp gì cả, chỉ bị xước một tí la lô như này thôi. Đấy. Em này cũng qua Ecolavi tiết kiệm điện này. Mã sản phẩm này SR gạch ngang SVK1000. 1000K. Đây, lòng xoong đây. Đi đúng một vết rất là nhỏ, hai vết rất là nhỏ thôi, nhỏ tí thôi. Để đảm bảo các bác là không bị cơm cũng cái thứ không bị dính cơm, xoong rất là dày. Dòng Hitachi này là rất hợp với các bác nào mà thích ăn cơm mềm nhé.
dòng nó lấu nó còn giữ nguyên được chất gạo này, ruộng rất là đẹp bác nhá, ruộng rất là đẹp này, cao tần áp suất bi. Cũng màn hình LED các bác nhé. Nói chung là đẹp. Đấy, các bàn phím nó hoạt động bình thường. Tiếp theo là mã số 2 các bác nhé. Đấy, lên cho bác em này với giá là 1,1 triệu. 1,1 triệu các bác nhé. Một em Hitachi 6 tép cắt. Đấy, mã số 2. Tiếp theo lên tiếp cho bác một dòng săn rô mặt quế nữa nhé. Săn rô mặt quế. Em này với tất cả những sản phẩm nào mà nó hết pin thì em sẽ thay pin cho các bác nhé. Thật sự bây giờ nó pin là về rồi. Em này sản xuất năm 2005. Đấy, nói chung là thành vách cũng tạm tạm. Đấy. Thành vách thì cũng ok thôi. Nói chung là tổng quan em này cũng phải được bên ngoài cũng được 90%. Bên trong không biết thế nào. Nói chung là cái dòng mặt quế này gioăng nó được như này là cũng rất ok rồi các bác nhé. Đây, gioăng được như này là rất ok rồi này. Đấy, tất cả sản phẩm mà này là bên em bao xì rồi các bác nhé. Nên các bác yên tâm, không vấn đề gì cả. Đấy, cũng như phần trong này nó còn rất là mượt bác này. Phần trong này còn rất là mượt luôn. Đấy, đa số dòng mặt quế này bên trong này nó hay bị han, nó hay bị mục này. Nhưng em này vẫn còn rất là mới các bác nhé. Đấy, nên là rất yên tâm. Xoang 7 lớp bác nhá, xoang 7 lớp, ngoài trắng gương. Đây lòng xoang rất đẹp luôn này. Lòng xoang rất ok bác nhá. Lòng xoang rất đẹp này. Rồi, đúng 100 cán đúng là đầu kim thôi này. Tí tí góc này thôi. Mờ thôi. Tất cả sản phẩm nào nó hết pin này, em sẽ thay pin cho các bác. Đấy, nên các bác cứ yên tâm. Mọi chức năng hoạt động bình thường. Đấy. Mã số 3 các bác nhé. Mã số 3 lên cho các em này với giá là 950k bác nhé. Đấy. 950k. Mã số 3 bác nhé. Đấy, mã số 3, 950k bác nhé. Vâng, tiếp theo liên tiếp cho bác một dòng Mitsubishi cấp lách nha các bác nhé. Đấy, Mitsubishi cấp lách, em này thì màu đỏ chót luôn. Đỏ chót là chuột. Em này sản xuất năm 2016. Date cũng rất là cao các bác nhé. Date rất là cao, 2016. Màu đỏ chót. Đây, nhược điểm của em này đây. Đây bác nhé. Sức một, đúng một tí tí sơn chỗ này thôi. Một tí chỗ này thôi. Pin vẫn còn. Em này thì gioăng cực kỳ là mới. Đây bác nhá, gioăng cực kỳ mới này. Đấy, gioăng rất mới luôn. Gioăng dòng này gioăng rất dày này. Đây lòng gioăng rất đẹp luôn này. Đấy, mỗi sức tí cho này thôi. Lòng gioăng nó ok. Đi xong rất đẹp. Cái dòng này nó trông thì các bác nào thích hình vuông thì nó đẹp. Đấy, sao nói cái đó là hơi bất tiện tí là mình bê đi bê lại thì nó khó. Đấy. Mọi chức năng hoạt động bình thường. Đấy, tiếp theo là mã số 4 bác nhé. Mã số 4 lên cho bọn em này với giá là 1,2 triệu thôi. 1,2 triệu bác nhé.
Đấy, một em Mitsubishi Cablex rất đẹp luôn, đỏ chót, rực rỡ luôn, date rất cao, 2016. Mã số 4 các bác nhé. Tiến đây, chạy sang nhìn bề bề có dân đấy, bảo là bác cho bé loa tí. Vâng, tiếp theo liên tiếp cho bác một dòng Mitsubishi Cablex nữa này. Đấy, mã sản phẩm là LG gạch ngang VX 103 này. Đấy, đỏ chót chọt luôn bác nhé. Sản xuất năm 2012. Em này điện áp dụng điện là 1270W này. Đấy. Con đi sang cho bác bỏ đi cái mé loa ví. Đây lòng son này các bác này. Đấy, tương đối là sạch sẽ này. Lắc đắc đắc một hai cái điểm chấm cắm tăm rất bé thôi. Đấy. Tí tí thôi bác này. Nhưng từ cái nó vẫn ok luôn. Đây lão còn nhìn lại cái lòng nha. Đấy. Rất bé thôi này. Đấy. Sang bảo có dân cho bé loa thôi. Mà cho vẫn mở nhưng cho bé thôi. Đây bác nha, doang cái nha. Đấy, doang tương đối là đẹp này. Đấy, rất là mới luôn. Em này nó đang hết pin rồi bác nhá. Bảo là chốt em thay pin cho các bác luôn. Em này thì màn hình LED bác nhá. Màn hình LED. Mọi chức năng hoạt động bình thường. Tiếp theo là mã số 5 bác nhá. Lên cho bạn em này với giá là 1,1 triệu thôi. 1,1 triệu bác nhé. Cho một em Mitsubishi Cablex đây. Nói chung là tiền nào cổ đó các bác nhé. Đấy. Trước em bán có thời điểm chỉ có 850 hoặc 900. Đấy. Nói chung là tùy theo từng thời điểm. Lấy rẻ bán rẻ. Đẹp xấu nó tùy theo mệnh giá các bác nhé. Đấy. Nói chung là sản phẩm này các bác và bác nào mà hợp với cái màu đỏ các bác để bàn thì cực kỳ nổi trội luôn. Đấy, mỗi tội yêu nhược điểm của nó là không có quay. Ta cứ phải bê như này. Mã số 5 bác nhé, 1,1 triệu. Tiếp theo liên tiếp cho bác một dòng Hitachi. Bác nhé, Hitachi. Mã sản phẩm là RX gạch ngang TS103M này. Em này thì sản xuất năm 2020 bác nhé. Chúng tôi thành vách đẹp. Đấy, thành vách đẹp bác nhé. Đây bác nhìn. Đấy, date 2020 bác nhé. Ok rồi. 2020. Điện áp tụ điện là 1400W các bác nhé. Đấy, thành vách đẹp. Sản xuất năm 2020, đúng màu mận chín luôn các bác nhé. Đấy. Đấy, em này thì ruộng tuyệt vời luôn bác này. Đấy. Đây bác nhá, giòn mới đét luôn. Đấy, giòn cực kỳ là mới bác nhá. Đấy, 2020. Đây bác nhá, lòng xoong nhá. Lòng xoong tuyệt vời luôn. Đây đúng một vết châm cắm rất nhỏ tí ở cái chỗ gai này bác này. Đấy, đúng một chỗ gai rồi, nhưng đảm bảo các bác là ok. Đấy, xoong vân gai nhá. Đi xong tương đối rất là đẹp luôn. Đấy. Đấy, nấu cơm thông thường là 50 phút này. Đấy, mọi chức năng hoạt động bình thường các bác nhé. Vâng, tiếp theo là mã số số 6 bác nhé. Mã số 6 lên cho các bạn là với giá là 1,5 triệu nhé.
Đấy. Mẫu số 6 bác nhá. Em này với giá là 1,5 triệu thôi. Hitachi. Đó chót chuột bếp 2020 các bác nhá. Ở đây em này 2018 này các bác này. 2018. Hitachi 2018 đây. Điện áp tiêu thụ điện cũng là 1400W này. Đây trên chỗ này cái lắp này nó bị tí băng dính các bác nhá. Vừa bị tí băng dính. Đây chỗ này tí băng dính các bác này. Đấy, đây các bác nhìn, cạy nó ra luôn. Đấy. Còn nào lấy thì em sẽ vệ sinh lại cho các bác nhé. Cái này cái băng dính thôi chứ không phải là nó bị sượt đâu các bác nhá. Đấy. Ruộng này cũng tương đối là ok bác này. 2018 này. Ruộng tương đối đẹp bác nhá. Đấy. 2018. Đấy, cao tần áp suất này. Đấy, lòng xoong tuyệt vời luôn. Đảm bảo các bác em này là không vết châm cám nào nhá. Đấy, xoong rất đẹp luôn. Cái nào có châm cám nhỏ tí em cũng bảo các bác nhé, để cho các bác biết. Đấy, mọi chức năng hoạt động bình thường. Tiếp theo là mã số 7 các bác nhé. Mã số 7 lên cho các bạn là với giá là 1.350k bác nhé. 1.350k cho một em Hitachi bác nhé. Ruột ruộng thứ rất là đẹp. Đấy, 2018. Mã số 7 các bác nhé. Đây bác này, em này thì 2019 bác nhé. Em này 2019 đây. Đấy, 2019. Điện áp tiêu thụ điện cũng là 1400W này. 2019 đây các bác nhé. Đấy, thành vách rất đẹp luôn. Không phải chảy xước cái cân móc gì. Ruộng cũng tuyệt vời luôn bác nhé. Ruộng tuyệt vời luôn. Ruộng rất đẹp này. Đấy. Đây lòng xoong bác nhé. Lòng xoong tương đối rất đẹp luôn này. Đấy, lòng xoong rất đẹp bác nhé. Xoong gai này. Đấy, đít xoong rất mượt luôn. 2019. Đấy, mọi chức năng hoạt động bình thường, đảm bảo các bác thế. Tiếp theo là mã số 8 bác nhé. Mã số 8 lên cho bác em nói giá là 1.450k thôi. 1.450k bác nhé. Đấy, mọi em 2019. Nói chung là đẹp ngang với em 2020 bác nhé. Đấy. Đây em này thì 2017 đó nhá. 17, 18, 19, 20. Đấy, đầy đủ cho các bác nhé. 2017 đây. Thành vách đẹp. Đấy. Thành vách đẹp luôn. Đấy, em này thì doang như này đây bác này. Đấy. Doang tương đối các bác nhá. Đấy, doang tương đối. Những phần ở trong này người ta nấu ấy thì nó cái gì cũng bị thâm bác nhá. Còn các bác nhìn này, phần vé ngoài này. Đấy. Phần vé ngoài này, đấy nó vẫn rất là xanh, là mượt luôn. Đấy, 2017. Cao tần áp suất bi đây. Các bác nào mà thích ăn cơm mềm dòng Hitachi này, nói chung là cái màu sắc của nó là rất là tươi, rất là tươi màu. Lòng xoong rất đẹp luôn. Lòng xoong rất đẹp các bác nhá. Đấy, đi xoong rất đẹp luôn. Mọi chức năng hoạt động bình thường. Tiếp theo là mã số 9 bác nhé. Lên cho bạn em này với giá là 1,2 triệu thôi.
1,2 triệu các bác nhé. Đấy, một em Hitachi 2017. Hai nghìn mười ba các bác nhé. Ở trong cái này lên cho bác rất nhiều hi. Đấy, hi mít nhá, toàn bộ là hi mít thôi, duy nhất có một em Sanzo thôi. Thành vách cũng rất là đẹp luôn này. Đấy, thành vách rất đẹp luôn. Đấy, đây con này hơi sức nhẹ một tí này, một tí tí thôi. Đây giòn này bác này. Đấy, giòn tương đối là đẹp nhá. Đấy, đây lòng sâu đây bác nhá, lòng sâu cũng tương đối luôn. Đấy nhá, chỉ rất một vết sức đây, vết sức chỗ này một này. Đấy, một vết sức rất nhỏ thôi. Đít sau cũng tương đối rất là sạch sẽ nhé. Đấy, các bác đang xem kênh Việt Trần Bãi thì đừng quên cho em xin một like cũng như một nút đăng ký kênh nhé bác nhé. Ở chung quy lại thì em thật sự các bác này em rất đa dạng về các dòng. Đấy, để cho các bác lựa chọn. Đấy, thật sự nhiều bác rất thích những dòng này vì lốc cơ nó rất là mềm, nhiều bác lại không thích. Ở chung quy là sản phẩm nhà em thì nó đa dạng, nói chung là lay lên cái loại mai lên cái kia. Đấy thì tôi từng phân khúc một bác nhé. Đấy, cho các bác tha hồ các bác lựa chọn. Đấy, điện đóm nó ok. Mã số 10 bác nhé. Đấy, lên cho bác em này với giá là 1 triệu thôi. Mã số 10 bác nhé. Lên cho bác em này với giá là 1 triệu thôi. Đấy, 2013 này. Rất đẹp luôn. Đấy, tiếp theo lên tiếp cho bác một dòng Mitsubishi Cuplex này, mã sản phẩm là LV-V10J8 này, thành vách màu đen xì. Đấy, em này thì sản xuất năm 2014 bác nhé, 2014. Đấy, thành vách tương đối đẹp này, đen xì bóng nhẫy các bác nhé. Điện áp dụng điện là 1250W bác nhé. Đấy, thành vách thì tương đối là đẹp. Đây em này thì gioăng này hơi vàng tí bác nhá. Đây bác này, gioăng này hơi vàng tí này. Đấy, gioăng hơi vàng tí. Đây ngoài đây bác nhá. Đấy, gioăng hơi vàng tí này. Em được cái lòng rất đẹp bác nhá. Lòng tương đối rất đẹp này. Đấy, đi xong rất ok. Thực quyền là mọi chức năng hoạt động bình thường, không vấn đề gì cả. Đấy, tất cả sản phẩm nào hết pin thì bên em sẽ thay pin cho các bác nhé. Tiếp theo là mã số 11 bác nhé. Hãy lên cho các em này với giá là 850k bác nhé. 850k thôi bác anh, cho một em Mitsubishi. Đấy, ok các bác nhé. Màu đen xì luôn, thành vách rất đẹp luôn. Đấy, giá cực là ok. Đây Mitsubishi nữa đó các bác này. Đấy, màu trắng các bác nhé. Đây đen trắng đỏ rồi đỏ đen các thứ là đầy đủ hết để cho các bác lựa chọn. Đấy, em này ra đây, chỗ này hơi sức nhẹ tí này. Tí thôi, đúng bằng cái móng tay nhỏ nhỏ thôi. Sản xuất thì năm 2012. Thành vách cũng tương đối ok. Rồi, mỗi sức một tí như này thôi. Đấy, báo luôn các bác tình trạng như thế để cho các bác biết đường. Gioăng rất đẹp. Đấy, gioăng ok luôn. Đấy, rất sạch sẽ, đẹp đẽ. Lòng xoăng rất dày bác nhé. Đấy, xoăng rất dày. Đấy, duy nhất một điểm như kiểu điểm vập muôi thôi. Đấy,
Lẩu cơm vẫn bình thường các bác nhé. Điện đóm ok ngon lành. Tiếp theo là mã số 12 bác nhé. Hãy lên cho các em này với giá là 950k bác nhé. 950k cho một em Mitsubishi 2012 này. Ảnh vách màu trắng rất đẹp luôn. Đấy, tình trạng như nào em cứ báo hết các bác rồi. Tiếp theo là Mitsu nữa đây bác này. Đấy, chuyên Mitsu luôn để cho các bác lựa chọn này này lên hết Mitsu. Thành vách đẹp, sản xuất năm 2000 em này thì 2011 bác nhé. 2011. Thành vách đẹp. Đấy. Đây gioăng đây bác này. Đấy, gioăng cũng rất là ok luôn, sạch sẽ đẹp đẽ nhé. Đấy, rất mới, khu này rất mới bác này. Đây bác nhá, lòng xong này rất đẹp luôn bác này. Lòng xong tuyệt đẹp. Lòng xong tuyệt vời luôn bác nhá. Đấy, xong rất dày luôn. Cái dòng này nấu cơm thì rất là ngon bác nhá. Có cái là cái tên tuổi của nó là một, hai là cái kiểu dáng đâm ra là nhiều bác không thích. Đấy, nấu cơm thông thường là 45 phút này. Đấy, mọi chức năng hoạt động bình thường. Tiếp theo là mã số 13 nhé. 13 lên cho các em này với giá là 1 triệu 13 bác nhé. Đấy, 13 lên cho bác 1 triệu thôi. Mitsubishi ra xì luôn. Đấy. Mã số 13, 1 triệu. Vâng, tiếp theo lên tiếp cho bác một dòng Hitachi sờ tem cắt đây bác nhé. Em này thì màu trắng muột luôn. Em đây hơi sức nhẹ tí chỗ này. Em này là sản xuất năm 2011 nhé. 2011. Đấy. 2011. Đây bác nhá. Đấy, nói chung là gioăng đẹp này. Đấy, nói chung là gioăng cực kỳ mượt luôn. Hitachi sờ tem cắt. Đấy, rất đẹp bác nhá. Đấy. Đấy, lòng xong cực kỳ ok luôn bác này. Đấy, thì là chắc Hitachi sờ tem cắt này thì nói chung là rất là ok rồi. Cơm nước rất là ngon. Em này đang hết pin bác nhé. Đấy, tất cả sản phẩm nào nó hết pin thì thay pin cho các bác. Em này nấu cơm thông thường là 42 phút này. Đấy. Mọi chức năng hoạt động ok. Tiếp theo là mã số 14 bác nhé. Hãy lên cho em này với giá là 1,3 triệu thôi. 1,3 triệu cho một em Hitachi sơn cắt các bác nhé. Đấy, màu trắng tinh luôn. Nói chung là hình thức rất là đẹp. Doang xong thì miễn chê rồi. Đấy, mã số 13, à 14 bác nhé. Đấy, tiếp theo là Hitachi sơn cắt nữa các bác này. Nói chung là này rất nhiều Hitachi sơn cắt. Đấy, đọc ngoái mồm. Em này hơi bị cấn nhẹ cho này tí bác nhé. Hơi cấn nhẹ tí cho này. Cấn nhẹ tí thôi. Đấy, bác là chốt em sẽ lắn cho các bác. Một tí đấy thì không ảnh hưởng gì. Nói chung thành vách xung quanh là đẹp luôn này. Em này 2010. Đấy. Thành vách là đẹp. Điện áp tiêu thụ điện cũng là 1400W bác nhé. 1400W. Đấy, nói chung là doang thì không chê rồi. Mượt luôn.
trắng mượt các bác nhá. Đấy, trắng mượt luôn. Cao tần Asus Bi. Xoong rất là dày bác nhé. Đấy, xoong rất là dày luôn. Lòng xoong này đảm bảo các bác là không vết châm cám nào. Đấy. Đây là về các bác vệ sinh lại một lần nữa thì tuyệt vời, đẹp luôn. Đây, yêu nhược điểm là bị vết mỗi trong cân, cái cấn cho này thôi. Còn đâu hoạt động ok, không có đài gì. Tiếp theo là mã số 15 bác nhé. Mã số 15 lên cho bác em này với giá là 1,2 triệu thôi. 1,2 triệu. Đấy, mã số 15 bác nhé. 1,2 triệu. Mã số 15. Ok các bác nhé. Còn 3 mã mít hi nữa này. 3 mã mít nữa. Có rất nhiều các mã để cho các bác lựa chọn luôn. Em này thì sản xuất năm 2014 bác nhé. Màu trắng, thành vách đẹp, không bị trời xước hay cấn móp gì, vỡ bể gì các bác nhé. Để đã sử dụng điện là cũng là 1.200W bác nhé, 1.200W. Đấy, nói chung là em này là rất là đẹp. Đây bác này, lòng xong tuyệt vời luôn. Đấy. Đây. Không ạ. Đây bác nhá. Đúng vết châm cám nhỏ tí tí thôi. Đấy. Một điểm nhỏ tí thôi, còn đâu là ok. Xoong rất là dày. Đấy, xoong này, xoong cực kỳ là mới luôn. Đấy. Rất là mới. Mọi chức năng hoàn là hoạt động bình thường các bác nhé, không có đề gì cả. Tiếp theo là mã số 16 bác nhé. Mã số 16 lên cho bác em này với giá là 1,1 triệu bác nhé. 1,1 triệu thôi, cho em Mitsubishi. Đấy, nói chung là rất là đẹp luôn. Đấy. Mã số 16 bác nhé, 1,1 triệu 2014. Em này thì đời 2017 bác này. 2017 bác nhá. Nói chung là rất là đẹp luôn. Đây băng dính, còn dính đây. Đây vết băng dính nha bác nhá. Không phải là bị sứt đâu. Đây bác nhá, đây cái vết băng dính này. Đấy, không phải bị xước đâu bác nhá. Đấy, cái này cạy là đánh là hết thôi. Đấy, đảm bảo có thế, đảm bảo các bác vậy. Thành vách thì tương đối là đẹp bác này. Thành vách thì tương đối là đẹp. Đấy, này làm nó hơi muộn tí, hơi tối. Đây lòng xong nó ok luôn. Đảm bảo bác em này là không phải châm cám nào nhá. Đảm bảo bác em này không phải châm cám nào cả. Đây đi xong tương đối rất là đẹp này. Đấy. Doang tuyệt vời luôn bác nhá. Doang tuyệt vời luôn. Đấy, thì còn hai mã nữa thì nó hơi tối đi thì các bác làm kết những em này thì các bác có thể kết bạn Zalo với em nhé. Em sẽ gửi hình ảnh cho các bác xem. Mọi chức năng hoạt động bình thường, không vấn đề gì. Đấy, ok các bác nhé. Mã số 17 bác nhé. Đấy, 17 thì lên cho các em này với giá là 1.250.000 bác nhé. Đấy, 1.250.000 thôi. Cho một em Mitsubishi này 2017. Nói chung là thành vách đẹp, ruột ròng đẹp. Ok bác nhé, mã số 17 nhé. Vâng, và mã cuối cùng bác nhé. Mã cuối cùng của em nhé.
Đấy, một em Mitsubishi màu trắng nữa này. Mã sản phẩm là LG gạch ngang VV 104. Sản xuất năm 2014. Điện áp tiêu thụ điện là 1250W, thành vách đẹp. Đấy, nói chung thành vách đẹp. Rồi, bị sức đúng một tí thôi. Cái này thì lấy xi pha ra đánh sạch sẽ đảm bảo các bác thế. Đấy, em là hình thức rất đẹp luôn. Thành vách đẹp, không có cấn móp hay vỡ vùng gì cả. Em này đang hết pin. Đấy, thì đầu video em nói cho các bác rồi, hết pin là em sẽ thay pin cho các bác nhé. Nên các bác yên tâm, không vấn đề gì cả. Nói chung em này gioăng đẹp. Đây, gioăng tuyệt vời luôn bác này. Đấy, gioăng cực kỳ mượt luôn bác nhá. Đấy, mà hơi một điểm bẩn tí thôi, về các bác có thể vệ sinh lại một tí nữa là rất là đẹp luôn. Đấy, như này là đã là rất đẹp rồi. Gioăng cũng rất là dày. Với dung tích là 1 lít này các bác có thể nấu ăn được cho 4 đến 5 người ăn thoải mái bác nhé. Đấy, lòng xoăng ok. Một hai cái điểm nó dập muôi thôi. Còn nó thật sự bác là không chấm cám. Hai điểm cái dập muôi thôi. Đấy, rất ok. Bít xoăng tương đối rất là đẹp đây. Đấy. Cái vết đấy thì không tránh khỏi được rồi. Còn như cái để lên để xuống nhiều nó bị hết. Đấy, mọi chức năng hoạt động bình thường. Ok các bác nhé. Thì mã cuối cùng của em là mã số 18 bác nhé. Đấy, lên cho em này với giá là 1 triệu thôi bác nhé. Đấy. Mã số 18 bác nhé, lên cho bác em với giá là 1 triệu. Đấy, còn nói chung là các bác có thể thăm dò giá. Ở shop lọ shop kia thì nói chung là sản phẩm nó như thế nào thì em bán cho các bác như thế nhá. Đấy, xấu đẹp thì xấu thì tiền thấp, đẹp thì tiền cao. Đấy, cũng phụ thuộc vào theo cái mức độ thu mức độ nhập nữa các bác nhá. Đấy, nên các bác đã quan tâm và yêu quý kênh của Việt Nhật Bãi rồi. Đấy, thì các bác có thể ủng hộ nhà em. Đấy, thì hôm nay em lên cho các bác là 18 em. Đấy, thì các bác đã xem kênh thì các bác cảm thấy được cái mã nào mà hợp với mình đấy thì mức tiền hay giá cả sản phẩm như nào đấy thì các bác ủng hộ em nhé. Đấy, qua số điện thoại là 0354 965 127 bác nhé. Bên em ship hàng toàn quốc. Ok các bác nhé. Video của em đến đây xin được kết thúc nhé. Hẹn gặp lại các bác trong video ngày mai. Xin chào và tạm biệt các bác.